để mẹ nói chuyện cái nha. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay hai mẹ con Chi đi học luôn cô chú ơi. Chi bây giờ sẽ đưa Chi đi đến trường mẫu giáo, xong rồi Tony sẽ chở Kim đi đi học tiếng Anh các bạn. Hôm nay là học tiếng Anh bên này thì nhập học từ đầu tháng 10 cho đến tháng 6 năm sau, cũng giống như là một cái năm học của các bạn nhỏ như vậy đó. Kim đã đăng ký học tiếng Anh từ đầu năm rồi. Và đầu năm thì ở trường người ta gọi đến để người ta làm một cái bài kiểm tra đó các bạn, xem cái trình độ của mình đến đâu để người ta sắp lớp cho mình. Và phải đợi cho đến đầu tháng 10 thì mới có lớp. Một năm là mở lớp một lần, giống như một năm học bình thường của các bạn sinh viên vậy đó. Cho nên là mình phải đợi đến cái ngày nhập học tụ trường của mọi người thì mình mới cùng đi học luôn các bạn. Cho nên là cũng đợi cũng hơi lâu, tại vì mình tìm trường từ năm ngoái lận, xong rồi tới đầu năm nay thì người ta mới gọi đến làm kiểm tra, rồi phải đợi cho đến tháng 10 nữa. Đầu tháng 10 thì mình mới được gọi lên trên lớp để làm giấy tờ hồ sơ nhập học. Và học hôm bữa giờ cũng được một tháng hơn rồi đó cô chú. Chị xin chào cô ông bà cô chú ơi. Chị chào ông bà cô chú. Lớn lên con. Chị chào ông bà cô chú. Rồi bây giờ chị đi đâu đây? Chị nói ông bà sáng nay chị đi đâu đây? Chị đi đâu? Đi đâu? Đi học. Đi học giỏi đó ta. Đúng rồi, chị đi học ngoan nha. Xong rồi mẹ cũng đi học luôn. Đi học. Đi học middle school. Đi học. Dạ. Yeah. Rồi chị đi học rồi mẹ cũng đi học luôn, rồi chiều mẹ đón con ha. Chị hôm nay đi học giỏi ngoan nha con nha. Phải vui vẻ nha, happy nha. Chị đi học. Phải chơi với bạn. À con muốn vẽ hình cho mẹ hả? Vẽ hình xong rồi chiều, vẽ tranh xong rồi chiều đem về cho mẹ nha. What about drawing a picture for Papa? Vẽ hình cho ba không? À, Chi đó là nó vẽ hai cái bức tranh cho mẹ với ba luôn. À, hay là Chi vẽ một cái bức tranh mà có hình ba với mẹ với Chi luôn. Ừ, nha. Ok. Ba nói, anh ba nói. À, ba nói là vẽ ông nội, bà nội nữa. Đưa Chi đi học rồi đó các bạn. Thì Chi đi học từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Nhưng mà trong cái khung giờ đó đó, mình muốn đưa đi lúc nào cũng được, mình đón về lúc nào cũng được các bạn. Cho nên là thời gian cũng rất là linh động luôn. Còn mình thì Kim thì Kim đi học từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ trưa. Là 3 tiếng rưỡi đó các bạn. Khi mình mới qua thì mình không có biết là ở bên đây có dạy tiếng Anh các bạn, kiểu như là có dạy tiếng Anh cho người nhập cư á. Các bạn mà qua Anh á thì hãy liên hệ với những cái trường cao đẳng địa phương, những cái trường mà giống như là local college đó các bạn. Thì mình liên hệ ở đó để xem khi nào mà người ta có lớp học tiếng Anh á thì người ta sẽ gọi cho mình đến học. Ở nhiều nước ở châu Âu á thì mình thấy khi mà các bạn sống ở đó thì học cái ngôn ngữ của cái nước đó được miễn phí. Giống như là ở Pháp thì mình nghe là học vừa được học miễn phí mà vừa được nhà nước hỗ trợ một tháng bao nhiêu tiền đó các bạn. Nhưng mà ở Anh á thì những cái trường dạy cao, những cái trường cao đẳng á, người ta dạy tiếng Anh cũng miễn phí cho người nhập cư, nhưng mà đối với người châu Âu và người dân ở Ukraine, còn người châu Á hoặc là Việt Nam của mình mà kết hôn với người Anh luôn, sống tại Anh phải từ 3 năm trở lên thì mới được miễn phí các bạn. Còn như mình thì ở đây gần 2 năm cho nên là phải đóng tiền học phí. Tiền học phí 1 năm là 750 bảng Anh các bạn. Và ngoài ra thì ở trường sẽ cung cấp tập sách vở viết gì cho các bạn hết. Mọi người đi học chỉ không có cần đem theo cái gì hết. Đến đó trường sẽ cấp.
và trường sẽ có những nhiều trường hợp thì trường cấp cái vé xe buýt cho mình á, vé xe buýt để mình đi đi học và được ăn sáng miễn phí tại trường nữa các bạn. Đây là tới trường của mình rồi nè. Ở trường ngoài học tiếng Anh á, thì ở đây còn dạy rất là nhiều nghề cho mọi người nữa. Ví dụ như người ta cũng có dạy cho mình làm nail trang điểm, hoặc là dạy thiết kế thời trang, hay là dạy những cái lớp mà cho mình học để ra làm y tá hoặc là điều dưỡng đó các bạn, và làm ở trong mấy cái viện dưỡng lão, hay là đi làm ở trong những cái nhà trẻ nè, trường mẫu giáo, rồi hoặc là học Photoshop. Có rất là nhiều cái lớp cho mình lựa chọn đó mọi người. Nhưng mà những cái lớp đó thì sẽ trả học phí nha các bạn. Có nhiều cái lớp thì người ta sẽ cho mình vay tiền trả góp á. Có nhiều lớp thì mình phải đóng, mình tự đóng tiền, mình không được vay. Bây giờ mới có 9 giờ sáng thôi các bạn. Thì mình 9 giờ rưỡi mới học, nhưng mà mình đến đây lúc 9 giờ sáng. Mình đi sớm tới 30 phút lận mọi người. Tại vì sẵn đưa Chi đi đó rồi mình đi luôn, cho nên là ngồi đây đợi. Ở đây cũng có, ở đây rất là đông sinh viên, trường cũng rất là lớn các bạn. Bây giờ còn 10 phút nữa là vô lớp, nhưng mà chưa có ai đến hết đó các bạn. Mình thấy ở trong phòng học thì cô giáo đã đến rồi. Cô mình thì thường đến rất là sớm, nhưng mà cô đang ăn sáng cho nên là mình không có vô. Mình để cho cô có không gian riêng tư để ăn sáng. Đang đợi các bạn khác đến. Mọi người thường là cũng có nhiều người đi trễ nữa. Ở lớp mình thì có 15 người, kể cả mình luôn là 15 sinh viên, từ ở khắp các nước khác nhau luôn mọi người, ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong một cái lớp mà có nhiều quốc gia khác nhau thì học cũng vui lắm các bạn. Ở dưới kia mình thấy người ta có dạy cắm hoa nữa kìa. 11 giờ sẽ nghỉ giải lao 5 phút mọi người. Mọi người có thể đi vệ sinh hoặc là ăn uống nước một chút xíu gì đó, xong rồi sẽ vô học tiếp. Xong rồi các bạn, bây giờ đi về. Tony sẽ đi đón. Hello, Tony. Okay, mate. Yeah. Oh my God. Please put the phone down and get in the car. The wind is too strong. What are you doing? You okay? Yeah, good. I thought I'd leave early because I thought if I leave at 12:15, I'm not going to get here till 12:30. Đi học được chồng đưa đón giống như có cảm giác giống như được ba đưa đón. Tuần này Tony làm ở nhà cho nên là Tony đưa đón được các bạn. Chứ tuần sau là Tony đi công tác rồi, là mình phải tự đi taxi hoặc là xe buýt gì đó. Tony the taxi. Yeah. Tony the dep om sa. Dep om sa. Tuần sau là sáng ra là phải một là đi taxi tới trường học với Chi, xong rồi đi taxi tới đây. Rồi buổi trưa mình sẽ đón xe buýt về. Taxi for mẹ ơi and taxi for em bé. Yeah. Baba the taxi. Hai cha con đang tâm sự mỏng kìa cô chú. Tối nay thì mình để cho hai cha con có không gian riêng tư tâm sự trò chuyện mọi người. Tập truyện xong chưa? Tập truyện xong chưa? Đọc rồi nè, mình thấy ba dục cái đây nè. Ngủ. Bedtime, honey. Come on, babe. Sleep time now. Let me take you to bed. Come on. Come on, Punkin. Now, ba cắm me. Did you want Pippi back? Pippi back. Dạ, tới giờ đi ngủ rồi, cô chú ơi. Hôm nay Chi đi học cho nên là mệt nè. Đi về ngủ sớm. Ngày nào mà Chi đi học vậy là Chi ngủ sớm. Ngày mai lại đi học nữa. Bả nghe nói không? Cổng vậy hả? Come on, baby. Lie down. Okay. Come on, baby.
Put your bum down. Lie down. Come on. Come on, Keith. Tuần sau là ba đi công tác rồi, tuần sau Chi sẽ được ngủ với mẹ. Trời, ba đắp màn là ba tấn kỹ thế ghê không? Tấn không có một cái lỗ hở luôn. Chi nằm ngay là đi, con nằm nghiêng như vậy đau tay đó, mốt cái mặt nó méo xẹo luôn rồi coi. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Mở cửa cho chị nha.